Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Chân dung nghệ sĩ ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì chương trình Chân dung nghệ sĩ sẽ mời quý vị và các bạn gặp gỡ với một nghệ sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh, nghệ sĩ Hồ Minh Đương. Anh được rất nhiều người hâm mộ biết đến qua những MV bình dị và mang đậm màu sắc Nam Bộ như là Vọng Cổ, Cải Lương. Và trước khi bước vào cuộc trò chuyện với nghệ sĩ Hồ Minh Đương thì chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một phóng sự sau. Xin chào Hồ Minh Đương, rất là cảm ơn bạn vì bạn đã nhận lời tham gia chương trình Chân dung nghệ sĩ ngày hôm nay của chúng tôi. Hồ Minh Đương này, bạn đã ra Hà Nội được nhiều lần chưa nhỉ? Và bạn đã đi tham quan được nhiều nơi chưa? Dạ, trước khi trả lời câu hỏi của chị thì Hồ Minh Đương xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán giả, và Hồ Minh Đương cũng cảm ơn đài VTC. Và Hồ Minh Đương đã ra Hà Nội được 2 lần. Lần thứ nhất là đi diễn ở ngoài Bắc Giang, lần thứ hai là tại phố cổ này. Hồ Minh Đương đã đi tham quan được những nơi nào rồi? Thứ nhất, điểm thứ nhất là thăm Lăng Bác, thứ hai là Quốc Tử Giám, thứ ba là nhà tù Hỏa Lò. Yeah. Cũng rất là vui là được tham quan những cái phong cảnh đấy lần đầu tiên. Hà Nội thì còn rất nhiều nơi nữa để có thể Đương có thể đi tham quan để hiểu hơn về văn hóa cũng như là về con người Hà Nội, và đặc biệt là có rất là nhiều các món ăn ngon mà Hồ Minh Đương nên thử nhá. Hồ Minh Đương này, bạn thì bạn đã từng tâm sự rằng là lúc nhỏ thì bạn rất là thích cải lương và mong ước sau này của bạn cũng sẽ là trở thành một nghệ sĩ cải lương. Vậy ai là người truyền cái niềm cảm hứng đấy cho bạn? Hồi nhỏ lúc mà nghe cha mẹ mua băng đĩa về hát á, là lúc đó là cha của Hồ Minh Đương, riêng cha Hồ Minh Đương cũng đang thích là chú Châu Thanh. Hồ Minh Đương nghe nhiễm luôn, cũng thích chú Châu Thanh. Và sau này Hồ Minh Đương mới nghe được giọng hát của chú Vũ Linh, cũng thần tượng chú, là phần thần tượng hai người chứ không phải là một người. Thì cũng gán học hỏi trao dồi thêm để mình bắt chước những cái gì của hay của mấy chú đó. Rồi vô tình Hồ Minh Đương mới lên trên Sài Gòn lập nghiệp, là kiểu là lên mình làm để mình kế sinh nhai đó. Xong mà cũng trong máu cũng mê cái lương lắm, mới cố gắng mà đi tìm chỗ học. Và vô tình là gặp được anh Mẹo, anh Nguyễn Nhân Mẹo, mới dẫn dắt đi. Ảnh đi hát ở đâu anh cũng dẫn theo. Rồi xong rồi sau này gặp anh Đẳng nữa, thì mấy anh thương mấy anh dẫn đi, rồi Hồ Minh Đương học rất nhiều về anh, mấy anh đó, rồi từ từ Hồ Minh Đương sẽ học hỏi trao dồi thêm mới đi hát được như bây giờ. Những cái ngày đầu tiên mà lên Sài Gòn để lập nghiệp ý, thì nó có khó khăn lắm không ạ, Hồ Minh Đương? Dạ, rất là khó. Lúc đó đi lên một thân một mình đi lên, mà xưa giờ cũng không biết trên Sài Gòn là như thế nào. Đi với bạn lên thì cũng làm thuê làm mướn, đầu tiên là đi lơ xe. Sau đó được một năm là được lên tài xế. Rồi mới từ đó cái nghề đó, Hồ Minh Đương làm nghề đó được khoảng 7-8 năm. Rồi xong rồi qua đi hát luôn. Thế những cái ngày đầu tiên mà mình đi hát thì như thế nào? Ngày đầu tiên đi hát, mà hát để đi lấy tiền người ta hả? Đi hát đi lấy tiền người ta thì run lắm. Rất là run. Tại vì lúc mà đi theo mấy anh á, đi theo mấy anh hát là không có tiền. Đi theo mấy anh thương mấy anh cho thôi mà. Mấy anh hát có tiền bông mấy anh cho, chở mấy anh đi mà. Là bình thường, còn mà người ta gọi điện thoại cho mình để người ta kêu mình tới hát để người ta trả tiền cho mình, rất là run. Nhưng mà mình có tâm huyết như mình cứ đem ra hết để cho khán giả người ta xem, người ta nhận xét mình. Cũng không phải là hoàn hảo gì, phải từ từ, mình phải từ từ đi lên. Và Hồ Minh Đương cũng rất là cảm ơn được khán giả thương nhiều. Lúc đó là mình hát bằng cái niềm đam mê của mình đúng không? Yeah. Và mình hát, mình biểu diễn một cách hết mình thôi. Chứ còn mình lúc đó chắc là cũng chưa quan tâm đến các cái vấn đề mà kinh tế hay là gì cả đúng không nhỉ? Tôi thì tôi rất ngạc nhiên là như thế này này. Bởi vì là tôi biết là Hồ Minh Đương thì không qua một cái trường lớp đào tạo nào chuyên nghiệp hay bài bản cả. Nhưng mà thực sự thì bạn có một cái giọng hát vô cùng là mượt mà, rất là tuyệt vời, như là một nghệ sĩ mà được học hành một cách bài bản vậy. Vậy thì bạn có thể chia sẻ về điều này, bạn học tập như thế nào, để có cái con đường học tập của bạn như thế nào để bạn có thể có một cái giọng hát như vậy? Thì Hồ Minh Đương cũng xin trả lời luôn là mê dữ lắm. Rồi xong xuôi ấy, mình hát nó không có nhịp, mình có chất giọng nhưng mà mình hát nó không có nhịp. Xong ấy, mình đi theo mấy anh đó, rồi mấy anh nói em hát cái giọng em có đó nhưng mà nhịp em không có, bây giờ em phải đi học. Bây giờ em mới nói là vậy em học anh được không? Nói anh công việc anh lu bu, anh đi hát hoài xong anh dạy cưng được. Nếu mà cưng học mà phải cưng phím một người thầy đờn á, để dạy mình nhịp cho mình. Và Hồ Minh Đương cũng vừa chạy xe, vừa có một đợt đi ra bên ngoài Bình Dương, không ở trong Sài Gòn nữa, mới đi ra ngoài Bình Dương lái xe ra ngoài. Hồ Minh Đương mới chạy vô tình gặp một cái chỗ câu lạc bộ, là câu lạc bộ gần ở Tư Chu Liêu, là đó là Vũ Thanh.
tên là Vũ Thanh, là người thầy của Hồ Minh Đương hiện giờ luôn. Hồ Minh Đương vừa chạy xe vừa đi học nghiệp, mà một một tuần học được 2 ngày. Dạ, học được 3 tháng. Học 3 tháng nghiệp rồi xong rồi từ từ trau dồi thêm. Chọn một con đường khác hẳn là tự mình lập một cái kênh YouTube riêng này, rồi làm CD, rồi làm MV, và từ đó thì được rất là nhiều các khán giả biết đến. Vậy thì những ngày đầu khi mà bạn thành lập cái kênh YouTube của mình, nó có khó khăn gì? Cũng khó lắm. Dạ, thì đầu tiên thì Hồ Minh Đương thì cũng hát up lên trên YouTube đó, mà không phải cái kênh đấy, không phải cái kênh hiện bây giờ, up bên cái kênh khác. Cũng được nhiều khán giả lắm, khán giả quan tâm rồi vô khen rồi vậy đó, cũng thấy rất là mừng, là vui. Và sau này Hồ Minh Đương cưới vợ. Anh nói luôn không sợ đâu. Cưới vợ về xong xuôi rồi vợ Hồ Minh Đương mới lập ra một cái kênh. Và Hồ Minh Đương cũng xin cảm ơn vợ Hồ Minh Đương rất là nhiều. Rất là quan tâm trong cái công việc của Hồ Minh Đương. Hồ Minh Đương được ngày hôm nay cũng là nhờ vợ. Mới là lập quản lý cái kênh đó, rồi từ từ rồi mình đi hát có tiền đó, mình làm MV, mình làm những bài hát mới mình đưa lên cho khán giả xem. Và Hồ Minh Đương cũng xin cảm ơn khán giả rất nhiều vì đã đón nhận Hồ Minh Đương. Cũng ít người ghét lắm. Thương nhiều hơn. Đúng là đằng sau sự thành công của một người đàn ông thì bao giờ cũng có bóng dáng của một người phụ nữ. Thế nhưng mà khi mà khoe vợ mình ra như vậy thì Hồ Minh Đương không sợ mất fan nữ à? Đó thì Hồ Minh Đương nói trước rồi, đâu sợ đâu. Mình nói mình chịu mà. Tại vì không phải là như nào fan nữ hoặc là như nào, Hồ Minh Đương cứ nghĩ là mình sống tốt, được lòng khán giả thương, thương cả mình lẫn vợ. Cái đó là cái quan trọng. Đúng rồi. Quan trọng là các cái fan hâm mộ của mình đều yêu mến giọng hát của mình, đúng không? Hồ Minh Đương này, kênh YouTube của bạn thì bây giờ thì hiện có bao nhiêu người theo dõi? Hồ Minh Đương không làm thì hình như là 319 ngàn, 319 ngàn được subscribe. Một con số rất là ấn tượng. Trong các MV mà bạn đã up lên cái kênh YouTube của mình thì bạn tâm đắc với cả MV nào nhất? Tâm đắc cái MV là cái album Đêm Mưa Nhớ Mẹ, cái bài Đêm Mưa Nhớ Mẹ của Hồ Minh Đương là cái album đấy. Cái bài đấy hình như là bây giờ là 13 triệu lượt xem hay sao. Hồ Minh Đương rất là thích cái bài đấy. Đêm nay nghe tiếng mưa con ngồi đây nhớ mẹ. Ở quê nhà mẹ bây giờ có nhớ con không? Tuổi còn thơ con phải xa gia đình, côi cút thân một mình nơi xứ lạ người xa. Đêm nay nghe tiếng mưa lòng con sao nức nở, tuổi thân con khờ nó đói biết nhờ ai, đời nổi trôi đâu biết đến ngày mai, nước mắt con tuôn trào ôi nhớ mẹ làm sao. Có được sự hâm mộ của rất là nhiều những người dân, đặc biệt là người dân Nam Bộ. Vậy thì có một cái kỷ niệm nào đó với một fan hâm mộ nào mà bạn cảm thấy nhớ nhất không? Hồ Minh Đương có nhớ một người anh ở Cần Thơ á. Lúc đó Hồ Minh Đương đi hát diễn ở Tết, cái ngày đó là cái ngày giao thừa hay sao. Hồ Minh Đương đi hát rồi mình livestream ở trên Facebook á. Một cái anh đó là fan lâu rồi, theo dõi lâu lắm rồi, nhắn tin rồi lâu lắm mà Hồ Minh Đương lâu lâu mới vô Facebook xem lần. Và cái bữa đó đi diễn xong anh mới nhắn tin, anh mới gọi luôn là nói là Đương ơi bây giờ em, anh biết em hát dưới này nè, khi nào mà em hát xong em đi ngang ghé anh đi, anh gặp em anh ôm em cái anh chết cũng được nữa. Thôi vậy mình rất là mừng, anh nói câu đó rồi xong rồi đoạn Đương diễn xong rồi chạy thẳng về đó chơi luôn, chơi tới phim mới về. Đó là anh tên Xuân, anh Xuân ở Cần Thơ. Và Hồ Minh Đương cũng rất là nhiều fan, nhiều lắm, nhưng mà đặc biệt là cho ấn tượng là Hồ Minh Đương, ấn tượng anh Xuân nhiều. Đúng là trong cuộc đời của một người nghệ sĩ thì khi nhận được những cái tình cảm từ những fan hâm mộ như vậy thì là điều đáng quý nhất, đúng không nhỉ? Hồ Minh Đương ơi, hỏi câu này, mình hỏi câu này nó hơi riêng tư một chút nhé. Cái cachet của bạn bây giờ đang ở mức nào? So với các nghệ sĩ khác thì bạn cảm thấy như thế nào? Có hài lòng với cái mức mà mình đang được hưởng hay không? Và bạn có sống được với nghề của mình không? Hồ Minh Đương cũng xin trả lời
Hồ Minh Đương hiện bây giờ rất là hài lòng với mà cái khả năng của Hồ Minh Đương để mà đi diễn mà để cho khán giả mà cầm đồng tiền gửi đến cho mình á, Hồ Minh Đương rất là hài lòng, tại vì Hồ Minh Đương đã nói cái giá đó ra thì ai cũng đồng ý hết. Chắc không tiết lộ được đâu ha, không tiết lộ à, giá bao nhiêu. Nhưng mà thật sự là mình nói giá đó ra người ta chấp nhận được là người ta đã chấp nhận. Nói chung Hồ Minh Đương bây giờ sống cũng ổn định. Những cái kế hoạch của Hồ Minh Đương như thế nào trong thời gian sắp tới? Có một cái kế hoạch này trong Tết là Hồ Minh Đương đặt cũng là một cái soạn giả, đó là Hồ Minh Đương cũng rất là vừa ý là cái soạn giả chị Lý Bông Dừa ở dưới Cà Mau á. Hồ Minh Đương đặt 13 tác phẩm viết về các tỉnh miền Tây. Để mà Hồ Minh Đương về một tỉnh quay một bài, nhưng mà lúc mà đặt bài rồi được mấy bài, chỉ viết được mấy bài xong mà cũng gửi lên, Hồ Minh Đương cũng thu được một bài rồi. Mùa dịch tới. Rồi dịch tới rồi xong là bị lỡ dở. Và Hồ Minh Đương cũng trong là cái mùa dịch này qua rồi, thì Hồ Minh Đương sẽ từ đây tới là Hồ Minh Đương sẽ nhắm vô đó mà để làm những cái tác phẩm cho khán giả được xem. Mình tin rằng là rất nhiều khán giả, rất nhiều fan hâm mộ của Hồ Minh Đương đang mong chờ những cái tác phẩm tiếp theo của bạn. Xin được cảm ơn Hồ Minh Đương. Quý vị và các bạn thân mến, những chia sẻ vừa rồi của nghệ sĩ Hồ Minh Đương cũng đã kết thúc chương trình Chân Dung Nghệ Sĩ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe giọng hát mượt mà và sâu lắng của nghệ sĩ Hồ Minh Đương. Đêm nay nghe tiếng mưa con ngồi đây nhớ mẹ ở quê nhà. Mẹ bây giờ có nhớ con không? Tuổi còn thơ con phải xa gia đình, côi cút thân một mình nơi xứ lạ người xa. Đêm nay nghe tiếng mưa lòng con sao nức nở, tuổi thân con khờ nó đói biết nhờ ai, đời nổi trôi đâu biết đến ngày mai, nước mắt con tuôn trào ôi nhớ mẹ làm sao. Đời nổi trôi đâu biết đến ngày mai, nước mắt con tuôn trào ôi nhớ mẹ làm sao. Mẹ ngày tiếng con đi tìm tương lai nơi xứ lạ, nước mắt tuôn rơi lời từ ta dấu trong lòng. Quê hương xứ sở con nhớ từng lời, con nhớ lắm mẹ ơi, mẹ đã hy sinh cả một đời vì con trẻ. Con xa nhà
cạnh cách biệt thâm tình. Con chọn kiếp cầm ca lạc loài chốn trời xa mê mài với phồn hoa nhìn bóng ngà chiều tà lòng nhớ mẹ xót xa đời viễn xứ đời con ăn nhớ
con xanh con lớn dày, âm điệu quê hương níu chân người trở lại thế giới, bao la vòng tay mẹ mãi đêm. Mẹ ơi, mẹ ơi, con mong sau năm tháng xưa quay về để được ngồi bên mái ấm của tình thương, để được nghe câu hát mẹ ru con trong mái tranh lạnh lùng nhưng thấm đượm tình thương. Qua bao năm tháng trôi đời bao nhiêu biến đổi, tóc mẹ đã ai màu vì dải nắng dầm sương, rồi từng đêm mưa rơi thêm nhớ thương, nước mắt con tuôn trào ôi nhớ mẹ làm sao. Giá dân thu đêm mưa nghẹn ngào nức nở nhớ mẹ buồn vui trăng trở giấc mơ buồn, dù con mẹ hát thù bây giờ cần.
chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Chân Dung Nghệ Sĩ ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì chương trình Chân Dung Nghệ Sĩ sẽ mời quý vị và các bạn gặp gỡ với một nghệ sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh, nghệ sĩ Hồ Minh Đương. Kính thưa quý vị và các bạn, điều đặc biệt ở cuộc thi này là chúng tôi nhận được rất nhiều bài dự thi ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Các tác phẩm gửi từ mọi miền Tổ quốc với các màu sắc âm nhạc dân tộc khác nhau như chèo, cải lương, dân ca ví dặm, hát sẩm và ca Huế. Tiếp nối chương trình là 3 tác phẩm bao gồm Chống đại dịch Corona mang màu sắc dân ca Nam Bộ, 10 thương chống dịch Covid mang màu sắc dân ca Huế và lời ca đánh giặc Corona dân ca Thanh Hóa. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Cao xanh ơi có hiểu nhân loại chúng con phải hứng chịu nỗi đớn đau này. Đại dịch hô hấp cấp Corona con chỉ giáng sinh dịch sẽ đi qua và cầu mong nhân loại mãi yên bình vì bao công sức nhân loại đã tạo nên. Con luôn tâm niệm nguyện cầu cho đại dịch này sớm được qua mau. Hỡi tất cả nhân loại, chúng ta hãy đồng lòng chung tay mà cùng nhau chống dịch. Thì cơn ác mộng Corona không còn lây nhiễm và sẽ cho ta cuộc sống yên lành. Và con cũng cầu xin đến tất cả ban ngành, tất cả những ai còn trên thế giới, đừng vì lợi ích cho riêng mình mà làm khổ sức cùng nhau. Tâm điểm của chúng ta là cùng nhau chống dịch. Cập nhật tình hình nắm bắt thông tin, rửa tay khử trùng và khẩu trang phải có. Cầu không còn tăng thêm những ca nhiễm dịch những ngày qua tràn lan khắp nước, chế tạo loại vắc xin mà sao không thấy đâu ra. Con luôn nguyện cầu sớm tìm được người ơi. Đại dịch Corona làm bao nhiêu điều mất xã hội, nhà trường, thế nên chúng ta không thể xem thường. Các cửa khẩu và ngành hàng không cũng đều chậm lại, nhưng môi trường giờ đã vắng bóng thầy.
và cũng thương cho những người lập nghiệp ở phương xa, muốn về thăm quê những ngày về còn xa quá. Vậy nên chúng ta cùng nhau nhất quyết bảo vệ nhân loại và chống dịch Corona. Tâm dịch Corona đã phát ra từ Vũ Hán, không ngăn chặn kịp thời nên đã tiến đi xa. Rồi mỗi ngày xa lại càng xa, con chỉ cầu mong đừng lan xa thêm nữa. Vì tất cả chúng sanh đang cùng chung tay chống lại, mong Phật Tổ thương tình thì xin Phật Tổ hãy hiện linh, chỉ cho chúng con tìm ra sự sống là loại vaccine cứu lấy nhân loại. Tất cả những lời con thốt ra đây là do tâm nguyện thật lòng của người con nước Việt. Con cầu xin cho tất cả được an lành, thoát qua cảnh khổ ngày ngày hoang cho duyên ngầm. Những đêm yêu thầm ngồi trao tin nhắn cho em, với bao ước hẹn câu tình chi thêm sầu. Lỡ câu duyên phận thôi, đành nhìn nhau như